Tham giả câu 3, đem tất cả các giá trị của tham số m sao cho cái đường thẳng d bằng x cộng m cắt đồ thị hàm số này tại hai điểm phân biệt mn, và sao cho cái diện tích tam giác imn bằng 4 với y là tâm đối xứng của c. Thì thứ nhất đó là mình chỉ ra cái tâm đối xứng của C này. Tâm đối xứng nó chính là giao điểm của hai đường tiệm cận ha. Cho nên là mình tiệm cận đứng là x bằng 1 và tiệm cận ngang là y bằng 2. Cho nên là tâm đối xứng của nó là tọa độ là 1 2. Thế rồi sau đó là mình lập phương trình hoành độ giao điểm giữa C và D. Thì ta có là cái phương trình hoành độ giao điểm giữa C và D. Ở D thì cái phương trình đó như thế nào? Ta có là 2x cộng 1 chia cho x trừ 1 bằng x cộng m. Như cái chỗ này là x nó phải khác 1 rồi. Thì bây giờ mình sẽ tương đương lên. Mình tương đương này. Nhân hai vế cho x trừ 1 thì nó sẽ là 2x cộng 1 bằng x bình phương. Cái thằng x này nhân x là x bình phương, rồi x nhân m là cộng mx. Mx rồi trừ x trừ m. Bây giờ thì cái này nếu mình chuyển vế ra thì nó là x bình phương, ở đây là trừ mx, trừ mx rồi trừ thêm 3x nữa, tại vì cái 2x này chuyển qua đây là trừ 3x, trừ 2x nè, vậy thì nó là cộng cho m trừ 3, nguyên cái này tất cả nhân cho x, nguyên cái này nhân cả tất cả nhân cho x, rồi còn cái tự do, hệ số tự do là trừ m trừ 1 bằng 0. Đấy. Thì cái điều kiện để cho cái đường này, đường D này nó cắt cái C tại hai điểm phân biệt. Thì C cắt D tại hai điểm phân biệt thì có nghĩa là cái phương trình 1 này nó phải có hai nghiệm. Phương trình 1 này nó có hai nghiệm. Phương trình 1 này nó có hai nghiệm khi nào? Hai nghiệm này phân biệt. Hai nghiệm này phân biệt khi và chỉ khi hai nghiệm này phân biệt khi và chỉ khi cái delta đó, cái delta bằng m trừ 3 tất cả bình phương rồi trừ 4ac trừ 4 nhân cho trừ m trừ 1. Cái này nó phải lớn hơn không? Rồi mình giải cái điều này thử coi. Thì cái này nếu mà mình triển khai ra thì nó sẽ tương đương gì? Cái này nó tương đương gì? M bình phương trừ 6m, cái này là trừ 6m cộng 4m còn trừ 2m. Và 9, cái này bình phương lên là 9, mà 9 cộng cho 4 cộng cho 4 là 13, cộng cho 13. Thì cái này luôn dương với mọi m. Thì có nghĩa là cái phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt rồi. Có nghĩa là cái đường thẳng D lúc nào nó cũng cắt cái đồ thị C tại hai điểm phân biệt. Thế mình gọi x1, x2 lần lượt là hai nghiệm của 1. Ta sẽ gọi x1, x2 lần lượt là hai nghiệm của phương trình 1. Thì ta suy ra cái tọa độ đĩa M lúc này nó sẽ là gì? Tọa độ đĩa M nó sẽ là x1, rồi hoành độ của nó là x1 cộng m. Xin lỗi, tung độ của nó là x1 cộng m.
và n nó sẽ có tọa độ là x2 và x2 cộng m. Đấy. Như vậy thì chúng ta để ý là thấy là cái điểm đối xứng của nó tọa độ 1 2 nè. Đó. Và cái điểm MN này nó có tọa độ lần lượt như thế này. Như vậy thì mình sẽ suy ra được là cái vectơ IM cái vectơ IM IN vectơ IN thì nó sẽ tọa độ n trừ tọa độ điểm y, đúng không? Thì chúng ta thấy điểm y là tọa độ là 1 2, còn tọa độ điểm n là x2. Vậy thì chỗ này nó sẽ là x2 trừ 1 và x2 cộng m trừ 2. Tương tự như vậy thì cái y im vectơ im nó sẽ là gì? X1 trừ 1 rồi x1 cộng m trừ trừ 2. Đấy, bây giờ cái yêu cầu là cái diện tích của tam giác IMN bằng 4. Vậy thì từ hai cái vectơ này mình sẽ suy ra là cái diện tích của tam giác IMN. IMN. Đấy. Thì hai thằng này nhân nhau nè. Thì mình sẽ có là x2 trừ 1 nhân cho x1 cộng m trừ 2 rồi trừ cho x1 trừ 1 tất cả nhân cho là cái gì? X2 cộng m trừ 2. Thế thì cái này mới nhân thêm 1 phần 2 nữa. Này nhân thêm 1 phần 2 nữa mới được. Lấy giá trị tuyệt đối. Này nhân thêm 1 phần 2 nữa. À, đấy, nhân thêm 1 phần 2 lấy giá trị đó. Vậy thì lúc này nó sẽ bằng cái gì? Nhưng mà diện tích của tam giác này là đề nó cho bằng 4, vậy ta có 4 mà bằng nè. Diện tích của tam giác này mình nhân vô thì cái này nó ra là x2 x1 này nhân phân phối vô là cộng cho m x2 rồi trừ cho 2 x2 rồi trừ cho x1 rồi trừ m cộng 2. Ở bên đây cũng vậy, bên đây mình nhân phân phối vô thì nó sẽ có là trừ x2 x1. Ở trước có dấu trừ. Thì chỗ này là x1 nhân m trừ x1 nhân m rồi cộng cho 2 lần x1. Rồi chỗ này số số trừ 1 nhân cho x2 thì nó lại là cộng cho x2. Đấy, trước có dấu trừ này. Rồi trừ rồi cộng cho m. Cộng cho m. Cái này là trừ 2. Trừ 2 thì nhân trừ 1 là 2, thêm chữ trừ nữa là trừ 2. Bây giờ mình sẽ đơn giản những cái mà nó giống nhau, đơn giản những cái giống nhau đây là trừ nhau đó, không phải không? Và chỗ này mình sẽ còn lại là m lần của x2 trừ x1 này bằng 1 phần 2 nè. M nhân cho x2 trừ x1 trước có dấu trừ đó. Chỗ này là 2 trừ 2 mất rồi, trừ m cộng m mất nè. Nha. Đấy, bây giờ mình sẽ còn lại là hai cái thằng này mình gom lại rồi. Rồi cái thằng này trừ 2 trừ 2 x 2 trừ x 1 nữa. Đó. Đó. Rồi cái này là chỗ này là x 1 còn chỗ này là x 2 rồi cộng cho x 2 trừ x 1 nữa. Một lần nữa. Đấy. Thì mình sẽ gom mấy cái này lại. Rồi.
Và cuối cùng là nó sẽ bằng cái gì? 1 phần 2 này thì tuyệt đối của M trừ 1 và nhân cho là x2 trừ x1. Như vậy thì ở đây là 4 bằng 1 phần 2 của cái này. Như vậy thì ta sẽ có là trị tuyệt đối của M trừ 1 nhân cho là x2 trừ x1. Đấy, cái này là nó bằng 8. Rồi chúng ta tiếp tục là nếu như cái này bằng 8 thì chúng ta được cái điều gì? Ta ghi cái đẳng thức này lại. Trị tuyệt đối của M trừ 1 nhân cho x2 trừ x1 bằng 8. Nếu ta bình phương lên, chúng ta bình phương lên thì chỗ này nó sẽ là M trừ 1 tất cả bình phương này. Rồi chỗ này nó sẽ là x2 cộng x1 tất cả bình phương mà trừ cho 4 lần của x2 x1. Đấy. Và cái này mình cho bằng 8. Bằng 8 bình phương, 8 bình phương hai dế này. Đấy. Và chúng ta lưu ý là cái x1, x2 nó chính là hai nghiệm của cái phương trình này. X1, x2 nó chính là hai nghiệm của phương trình này. Phương trình số 1 này. Cho nên là x1 cộng x2 đó. X1 cộng x2 thì nó sẽ bằng cái hệ số M trừ 3 này nè. Trừ của M trừ 3 này, tức là 3 trừ M bình phương thôi. Chia cho 1 chứ chưa bình phương, nhưng mà ở đây nó là cái x1 cộng x2 bình phương không? Vậy thì chỗ này nó sẽ tương đương là M trừ 1 bình phương, và chỗ này nó chính là M trừ 3 bình phương trừ 4 lần. Chỗ này là x1 nhân x2 thì nó lại bằng M trừ M trừ 1 không? Trừ M trừ 1, cho nên là chỗ này là mình sẽ trừ 4 lần của là gì? Trừ M trừ 1 bằng 8 bình phương. Đó thì cái này nó chính là cái delta lúc nãy mình tính ở bên đây nè. Cái delta mình tính bên đây nè. Đúng không? Delta thì nó bằng M bình phương trừ 2M cộng 13. Đây. Thì nó sẽ ra là M trừ 1 bình phương. Cái này là M bình phương trừ 2M cộng 13 bằng 64. Là mình giải tiếp tục đó. Cái này là M trừ 1 bình phương. Rồi chỗ này nó cũng là M trừ 1 bình phương mà cộng cho 12 đúng không? Cộng cho 12. Cái này nó lại bằng 64. 64. Thì cái này nó sẽ tương đương gì? Nhân phân phối vô thì M trừ 1 tất cả mũ 4 cộng cho 12 lần M trừ 1 mũ 2 trừ 64 bằng 0. Bây giờ mình lấy máy tính mình bấm thử cái phương trình bậc 2 này coi. Đây là phương trình bậc 2 theo M trừ 1. Hệ số này là bằng 1 rồi. Hệ số này là 12 này. Rồi hệ số còn lại là trừ 64. Nó ra nghiệm 4 với trừ 16. Trừ 16 thì không được rồi, tại vì cái này là M trừ 1, mình đang tính M trừ 1 bình phương. Vậy thì suy ra là tương đương là M trừ 1 bình phương này nó sẽ bằng 4. Vậy thì tương đương là M trừ 1 này nó bằng 2 hoặc là bằng trừ 2. Và mình giải ra thì mình tiếp tục là M lúc này nó sẽ bằng 3 hoặc là M bằng trừ 1. Có hai giá trị này. Đáp án của mình là M bằng 3 hoặc là M bằng trừ 1, cho nên ở đây mình chọn đáp án A.